Bà làm được cái gì? Mẹ cứ để em con nói. Chúng ta cứ hiển nhiên nghĩ mẹ là chỗ dựa, nhưng không nghĩ mẹ cũng là một người phụ nữ, cũng có nỗi tâm sự, những đau lòng riêng. Mẹ ơi, con về rồi này. Con xin được công việc mới rồi. Con xin phép bố mẹ cho con về nhà mình ở được không ạ? Con ly hôn rồi ạ. Chúc mừng đám cưới. Dậy rồi à con? Con ăn đi. Thế nào rồi, xin được việc chưa? Con mới đi thử việc hôm qua, vẫn chưa kết quả gì cả. Con trai 25-26 tuổi đầu rồi mà vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ. Mà mày không thấy nhục à? Hai bố con, mới sáng thì ra đã căng thẳng thế. Chuyện vui thì chẳng nói. Ông tập trung ăn đi, con đi làm kèm muộn. Còn Hoàng nữa, con ăn cho xong đi. Lát mẹ nhờ chút việc. Nào cũng nhờ chẳng phải. Mẹ tự đi mà làm đi. Mẹ ơi, con đến rồi. Nhớ mẹ quá. Con chào bố. Mẹ đang uống thuốc gì đấy ạ? Vitamin ấy mà con. Mẹ ơi, con mới mua con cá to mà không biết làm. Có gì thì mẹ làm giúp con nhá. Suốt ngày nhờ ông chẳng vả, sàn cái in hết cả nhà này. Cái gì? Còn mày nữa, mày thì làm được cái gì? Nghề ngỗng thì không có, suốt ngày ăn với cả ngủ. Còn bà đã làm được cái gì? Lấy chồng rồi suốt ngày sang đây xin tiền. Ai bảo mày là tao xin tiền? Tao vay mẹ rồi tao trả đàng hoàng nhá. Không như mày đâu, suốt ngày bảo vay mẹ. Bà thì ghê rồi. Vay mẹ bao nhiêu tiền, trả đồng nào. Suốt ngày lấy tiền với chồng đánh bạc. Cũng loại con gái lấy chồng như bắt nước bổ đi. Mày thì biết cái gì mà nói. Hai đứa chúng mày ngậm mồm cho tao. Mới sáng ra đã ầm ầm như cái chợ, không thể nào mà chịu được. Được cả vợ lẫn con, vô tích sự. Ông đi cẩn thận nhá. Hai đứa chúng mày có thôi đi không? Chị em trong nhà mà nói năng với nhau như thế à? Mẹ cứ để đi, để con nói cho nó tỉnh ra. Mày xem lại mày đi. Mày thì giúp được gì cho bố mẹ? Bà thì làm sao? Bà muốn thế nào? Đấy nhá, bóng đèn hỏng cũng tự mẹ thay. Mất nước mẹ cũng tự đi xách. Mày dùng cái đầu suy nghĩ lại đi. Bà cũng dùng đầu suy nghĩ lại đi. Mày ấy. Bà ấy. Bà làm được cái gì? Mẹ cứ để đi, để con nói. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Bà tại bà ấy. Tại mày ấy. Đưa mẹ. Mẹ làm sao đây hả? Đưa mẹ đi xem nào. Đưa mẹ đi. Thank you.
mẹ ơi, sao số mẹ lại vất vả thế này, bị bệnh nặng mà cứ một mình chịu khổ. Bà có thôi đi không? Nhà nó rối lên cứ khóc với chẳng lóc. Tại mày ý, mày ở gần mẹ mà không quan tâm mẹ gì cả, để mẹ bệnh nặng như thế bây giờ phải làm thế nào? Hai đứa có im đi không? Giờ này mà vẫn còn cãi nhau được à? Hai đứa xem đi, là nhật ký của mẹ mày đấy. Ngày 15 tháng 6 năm 2019, hôm nay Hoàng lại đi xin việc, nhưng mọi việc có vẻ không dễ dàng với con. Về rồi hả con? Công việc thế nào? Có ổn không con? Không sao đâu con, vào nhà thay đồ đi rồi nghỉ ngơi. Con còn trẻ, không phải vội. Có người á, 30 tuổi người ta mới kiếm tiền. Con vào thay đi rồi ra ăn bún. Hôm nay mẹ làm bún chả con thích đấy. Vâng. Mẹ chỉ ước được san sẻ cùng con. Con trai à, thất bại không hề đáng sợ. Đáng sợ là con mất đi nhiệt huyết của bản thân mình. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, ngày đầu tiên phát hiện bệnh tình, cũng là ngày Ly về nhà. Nhưng không phải với nụ cười hạnh phúc, mà là những giọt nước mắt và những vết thương bầm tím khắp người. Nhìn con gái mà lòng đau xót. Bất chợt, cơn đau từ thể xác vì bệnh tật chẳng còn thấm thía gì nữa. Con nói, con sợ người ngoài gièm pha, nhưng với mẹ, con hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Hãy cứ mạnh mẽ bước qua cuộc hôn nhân khiến con mệt mỏi ấy, luôn có mẹ ở đây mà. Tất cả là lỗi tại con. Con gái mà không nỡ đặt được gì cho mẹ, tôi khiến mẹ phải lo lắng, đau lòng. Lỗi tại con nữa. Mặc tiếng là con trai, nhưng không thể làm được chỗ dựa cho mẹ. Chúng ta quá vô tâm. Chúng ta cứ hiển nhiên nghĩ mẹ là chỗ dựa, nhưng không nghĩ mẹ cũng là một người phụ nữ có một tâm sự, đau lòng riêng. Chị, em muốn sau này mẹ sẽ phải thật hạnh phúc khi nhìn thấy chị em mình. Mẹ ơi, con
xin được công việc mới rồi. Công ty của con á, vừa to vừa quách luôn. Mà đúng cái con thích. Mẹ chúc mừng con đi. Chúc mừng con. Con giỏi quá. Mẹ đã bảo con rồi mà, cứ kiên trì rồi sẽ thành công. Mẹ thấy khỏe hẳn rồi. À, tối nay nhà mình làm bữa cơm để chúc mừng con nhỉ. Đỡ mẹ dậy, để mẹ chuẩn bị. Mẹ ơi, mẹ cứ nghỉ đi ạ. Để con làm cho. Chào chị. Con chào bố mẹ ạ. Ơ, con chuẩn bị đi đâu đây? Con xin phép bố mẹ cho con về nhà mình ở được không ạ? Con ly hôn rồi ạ. Sao con lại... Con xin lỗi bố mẹ vì quyết định bất ngờ này của con. Con biết mẹ luôn lo lắng cho hạnh phúc của con hơn những thứ phù phiếm khác. Nên từ bây giờ con sẽ sống thật hạnh phúc để mẹ không phải lo lắng ạ. Chị yên tâm, có em ở đây rồi á. Ai nói gì, em đứng vỡ mũi em luôn. Định đưa mẹ đi đâu mà ăn mặc đẹp này, trang điểm xinh thế này hả con? Mẹ đi đâu con rồi mẹ sẽ biết thôi ạ. Cái con bé này đi con. Mẹ nuôi nấng hai chị em con, bọn con chưa thể báo đáp được đến nơi đến chốn. Chỉ đến ngày hôm nay, chúng con mới làm được việc nhỏ này cho bố mẹ. Chúng con xin lỗi ạ. Mẹ, bây giờ con có công ăn việc làm rồi. Mẹ phải thật khỏe mạnh để nhìn con thành công đấy nhá. Đúng đấy mẹ ạ. Mẹ phải thật khỏe mạnh để nhìn chúng con trên con đường mới. Con hứa sẽ sống thật hạnh phúc ạ. Hai đứa nói gì thế? Mẹ vẫn khỏe mà. Nhìn hai đứa như thế này là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Ba mẹ con bà buồn cười nhỉ. Ngày cưới của tôi mà lại khóc sướt mướt như thế này thì không được đâu. Phải vui lên chứ lệ. Bố, mẹ chúc mừng đám cưới.